Hello anh em, trước mặt anh em là sản phẩm Santong M5. Thì hôm nay mình đang cho lên xe và đi giao cho khách ở dưới Hưng Yên đây. Hôm nay Hà Nội rất là nắng nóng đúng không ạ? Rất là lâu rồi mình không quay những cái video mình đi giao xe, thì ngay ngày hôm nay mình sẽ quay cho anh em. Chiếc này thì có những đặc thù gì tí xuống xe mình sẽ cho anh em xem nhé. Mình đang ở Văn Lâm Hưng Yên giao chiếc Santong M5 cho anh Giai, nhà bán đồ đồng rất to. Chiếc xe này thì có thể vừa chở hàng vừa chở 3 người lớn được nhá. Bây giờ mình sẽ hạ hàng này. Đây. 5 bình ắc quy 30AH. Động cơ lên đến 1200W anh em nhá. Quãng đường di chuyển đâu đó từ 60 đến 80 km trong một lần sạc. Vận tốc tối đa có thể đạt đến 40 km trong một giờ chạy. Đây là Santong M5. Đấy. Anh đi hẳn 3 người lớn. Có phanh tay hết. Đi từ từ rồi anh nhá. Chưa đi quen à. Đấy. Bật mắc tốc đi anh. Đấy. Đấy. Xe này thì chạy 3 người lớn hoặc là lật thành thùng hàng được nhá. Thoải mái. Úi xời. Anh cho em mượn chìa khóa với em mở thành thùng hàng à Phan. Đây. Anh cất cái quyển sổ đấy đi nhá. Sổ bảo hành của Santong ạ. Đây. Đây sẽ lật được thành thùng hàng. Đây bộ rèm đấy anh nhá. Đấy. Lật được thành thùng hàng. Đèn sáng bằng bi led luôn. Màn hình LCD. Đấy, anh em có thể thấy. Rồi, đây là Santong M5 nha anh em nhá. Mua có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 038 679 1998. Mình sẽ giao hàng đến tận nơi cho anh em. Chiếc xe này thì còn những cái thông số bình thường như là lốp đi địa hình, bánh 300-10 đến từ hãng Senzao của Đài Loan. Và có ký hiệu nhà máy Santong ở đây, đạt đủ chất lượng. Đấy, chiếc xe này thì khác, nhưng trên chiếc xe thị trường là có gồm tay phanh. Tay phanh này là zin theo xe, hàng xịn nha anh em nhé. Nhưng cái hàng trôi nổi trên thị trường thì không có cái tay phanh này. Có hai phanh tay và một phanh chân. Đấy, anh em thích sử dụng phanh nào đều được. Cũng có chống trôi gài phanh tay. Đấy. Cầu có hệ thống chống lật. Đây, đây là thụt trước của chiếc xe. Đấy, anh em có thể nhìn thấy thụt trước nhìn rất là to bản và đẹp luôn. Có phản quang và cũng có logo chi tiết nhà máy ở đây. Đấy, rồi. Giờ cũng xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video lần sau của Đức Mario.